đăng ký kênh và share. Đó thì em qua đây và cuốn sách là Sống Mặt Cười á, là tượng trưng cho cái những vở tuồng của chú đóng, chẳng hạn như cái vở tuồng mà chú đóng là vai mà lấy nước mắt khán giả, đổi mới em ơi, là buồn bã, đổi mới em. Còn những cái tuồng mà sẽ thay đổi quyển sách mới, còn kia là bông sen cũng thay đổi bông sen mới luôn. Đúng rồi đó, hợp lý không? Thay đổi tất cả luôn. Bây giờ là quyển sách hơi có hơi cái này là chắc anh nghĩ là thay đổi cuối cùng quá, chứ bây giờ thay đổi hoài luôn à, tới 100 ngày rồi. Vậy chắc có lẽ ngày hôm qua chị Loan xuống đây, chị Loan khách hương, chị Loan chắc lẽ là cầu nguyện quá. Chắc là mặt khóc mặt cười của anh Thắng. Đúng rồi. Để lương ngày xưa hay ra tuồng là... Thì những cái vai diễn nào mà cậu đóng á, là cậu lấy nước mắt khán giả. Đúng rồi em. Vai diễn nào mà hài hước á, là cậu lấy nụ cười của khán giả. Là tượng trưng cho những cái cuốn sách, những cái vai diễn để đời của cậu đó. Đúng rồi. Nhưng mà cuốn sách này dày quá anh ơi. Dày là tượng trưng là cậu đóng rất là nhiều, nhiều tuồng luôn. Giờ mấy anh em tin chưa? Rồi tin rồi. Giờ đây là sự thật 100% mà chôn tới sử quay cho cô chú anh chị xem. Tin chưa? Thì cái màu đá là nó cũng y chang. Thật sự không ai tin đó mọi người ơi, nhưng mà hôm nay xuống đây là quay cập nhật cho người xem. Cái đá này hệt như cái đá làm ngoài luôn. Đá đỏ anh, đá đỏ. Thay đổi luôn. Đúng rồi, thay đổi hết luôn. Thay đổi nguyên cái cuốn sách này luôn, cuốn sách kia là đem đi đi về. Thì cuốn sách này nó cũng dày lắm cô chú anh chị ơi. Sách đồ cũng dày luôn ha. Đúng rồi. Ờ, thay đổi hết cái người ha. Lấy lên là lấy lên ngay dùng cuốn sách ở trên mộ của cậu nha. Ngay chỗ lỗ âm dương cũng thay đổi. Gấp lại rồi Hải, gấp lại rồi. Chi tiết thay đổi lớn ngày hôm nay. Không chừng cập nhật cho mọi người xem. Hello mấy anh. Càng tăng tiền cập nhật cho tất cả các cô. Xéo qua. Này anh thợ xây. Anh thợ xây anh sắp. Để cho thợ xây anh sắp mà xem cho mọi người xem. Anh sắp rồi anh. Hai cái lá dừa nào anh. Đây là anh thợ xây mọi người ơi. Trời ơi đẹp quá. Bông hoa sen. Đẹp quá. Bông sen nở luôn nè. Ôi trời ơi đẹp quá vậy. Quá tuyệt vời anh em ơi. Sẽ thay đổi nha mấy chú chị. Đẹp không? Đẹp quá anh ơi. Đẹp. Đó anh chỉnh lại từ ghế rồi đẹp lắm. Đúng rồi. Quá tuyệt vời đó. Đúng rồi. Đưa cái bông sen lên nè. Đúng rồi mọi người ơi. Rồi đẹp. Rồi chị Hồng Loan thấy sao, thấy sao, chính xác không? Đúng không? Một cái chú nghệ sĩ vũ linh là chị Hồng Loan thay đổi đúng không anh? À, thay đổi em. Thay đổi sáng nay ha. Mới thay đổi luôn. Cuốn này là gọi là cắt những dòng chữ đó mọi người. Cắt những dòng chữ nè. Đây là cuốn sách là sẽ thay đổi. Cuối cùng bản này là thay đổi bất ngờ luôn á. Bất ngờ luôn. Cái sự thay đổi bất ngờ luôn á, đúng không anh? Đúng rồi. Này là thay đổi bất ngờ luôn á. Chị Hồng Loan chưa có đáp rồi anh. Rồi chuẩn bị luôn. Giờ lại chuẩn bị đi ra gáp luôn nha mọi người. Thì thông tin bây giờ là em cung cấp là 99% nha mọi người. Anh thấy sao anh? Anh thấy sao, chính xác không? Dạ đó, chính xác. Chính xác không? Giờ đi gáp luôn anh Cường. Bốn tấc rưỡi tới 5 tấc. Dạ cái chiều rộng của nó là khoảng chừng 3 tấc 3 tấc rưỡi. Thôi bây giờ để cho mấy ảnh đi ra ngoài gáp đi, tới giờ làm rồi. Đi gáp cho anh. Thiếu nữa mấy phút à? Anh cho 2-3 phút mà. 2-3 phút nữa. Mấy anh cho 2-3 phút hả? Dừng qua cái sen đi anh, qua cái hoa sen. Cái hoa sen đi, có hoa sen. Cái lỗ âm dương á thì nó tới 5 chi tiết, đằng cô chú anh chị ơi. Cái chi tiết chính là ngay chỗ lỗ âm dương á là một chi tiết, là 4 cái lá bên, 4 phía bên, rồi thì cái 2 cái lá giữa thì rất là bự, 2 cái lá. Ở phía bìa thì nó hơi nhỏ tí xíu, nhưng mà nhìn tổng thể là rất là đẹp hơn cái mẫu cũ rất là nhiều luôn. Đó. Tin này là cũng là vui, thay đổi mà nó đẹp hơn thì cũng thay đổi là rất là xuất sắc hơn cô chú anh chị ơi. Màu sen này đẹp hơn màu sen kia. Đẹp hơn, hơn ở cái hoa sen cũ nó rất là đơn điệu. Nó không có đẹp, nó không có đậm đà. Nhìn vô đây là hoa sen nó rất là hoa sen này nở rất là hoa sen này nở ha. Hoa sen kia nó giống cái búp vậy đó. Đúng rồi, đúng rồi. Hoa chính thức là thay đổi mộ cho cậu rồi. Thì thông báo cho mọi người biết là đầu giờ chiều thì mấy anh cũng bắt đầu đem ra lắp ráp luôn. Đầu giờ chiều nay sẽ là mộ của cậu sẽ được thay đổi hoàn toàn. Thì cái đá kia thì không biết là nó... Anh cho em hỏi là chỉ như lắp ráp là mình ra mình dán keo thôi hay sao anh? À dán keo thôi chứ làm gì. Xe vô rồi anh ơi, xe vô rồi kìa. Xe vô đá vô mọi người ơi.
Hỏi mấy ảnh này có chiều nay có gắn hình luôn không ta? Mấy anh chiều nay có gắn hình luôn không anh? Không có không, ảnh lắc đầu của chú anh chị ơi, chỉ gắn cái này phần này thôi. Còn cái chữ mà khắc chữ với là gắn hình chắc không có quá. Rất là vui luôn nha. Té trong xưởng nha mọi người. Rồi mấy anh đi nè mấy người ơi. Đã lên mấy anh em. Giờ đem cục đá đi nha mọi người. Tin này là tin mới nhất và tin nóng hỏi luôn mọi người ơi. Quá đẹp luôn. Thay đổi bất ngờ nha mọi người. Xuống hải. Xin chào cả nhà nha. Hiện tại mấy anh mang cái mẫu đá mới để vào thay đổi trong một đội mình cả nhà ơi. Wow, quá tuyệt vời. Thay đổi luôn chứ lỗi lắm. Rồi. Đây là Nguyễn Sách nha cả nhà. Rồi mấy anh bên Nguyễn Sách vô để mà để đá và thay đổi lại cho cậu. Cho cậu luôn rồi. Thì bây giờ là cái này nó có đẹp nè. Quyển sách cũ là nó rất là nhỏ, quyển sách mới là nó đẹp hơn nha cả nhà. Quyển sách này có mặt khóc mặt cười là cải lương nó thanh thấu cả nhà. Thay đổi tại một cậu nha mọi người ha. Thanh thấu mọi người, đây là cái đó, thì đổi cuốn sách ra nha mọi người ha. Cuốn sách này cũ là đổi chưa, tin chưa, thành chưa? Cuốn sách này rất đẹp ha. Hay không? Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Đúng bài luôn, này đúng bài luôn. Rồi chắc phải thì em cứ kết thúc video tại đây nha mọi người. Mọi người xem trên xin một like và đăng ký nha.